cột cờ giới tuyến. Sau hiệp định Geneva năm 1954, thì với Pháp thì nơi đây là nơi chia cắt giữa hai miền Nam Bắc tạm thời. Đây là quyết chương 17. Xa xa phía bên kia là cây cầu Hiền Lương, nhân chứng lịch sử của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cầu Hiền Lương lịch sử. Cầu Hiền Lương, đây là cây cầu mới xây thay cho cây cầu sắt cầu Hiền Lương lịch sử. Nơi đây là nơi đã chia cắt hai miền Nam Bắc sau hiệp định Geneva ký với Pháp. Bên ven bờ Hiền Lương chiều nay ra đứng tạm thời trong 20 năm quê đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền đàn buông căng theo gió xuôi dòng, bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò.
xa, khăng khăng đợi thuyền. Nhân ơi xin giữ cầu nguyện trong cơn bão tố, vững bên lòng son. Ơi câu hò chiều rất vui khi được chính đôi chân mình bước trên chiếc cầu lịch sử. Trường Sơn miền quê xa khuất chân trời, mây lặng lờ trôi, mây đen lặng lờ trôi, xa xa một đàn chim sẽ bay dang cánh lưng trời. Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa vời. Hò ơi, ô, dù cho bên cánh sông ngăn, dễ gì chặn được duyên anh với nàng. Sẽ mây cho sáng trắng vàng khai sông nổi bên cho nàng về anh. Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ngài, nơi miền quê xa vắng em có nghe thấu trong lòng anh. Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ phai. Ơi câu hò chiều nay tôi mang nặng tình ai, nơi miền quê xa vắng em có nghe thấu trong lòng anh. Tình này ta xây đắp nên thủy chung không bao giờ. Trên núi đồi biên cương đến nơi đào xa.